Hello, chào mừng trở lại với kênh channel của Sam. Là Sam này. Hello mọi người. Thì như mà thấy thì hôm nay Sam sẽ chơi tựa game đó chính là gì ta, Play Together. Thì thực sự là có rất nhiều bạn và gì ta coi và những thành viên trong team mình đều chơi tựa game này nên mình quyết định cũng chơi luôn. Đó mọi người ơi. Thì đây là nick chính của mình nha. Đây là nick của mình, Sammy OVO nha. Và mình thực sự là mình muốn thông báo thêm một lần nữa là nick của đây là lần đầu tiên mình chơi game. Nên là đây là cái nick mình thực sự bây giờ ngày đây là lần đầu tiên mình chơi game nên là những cái nick mà Sammy Đào hay Sammy gì đó là những nick giả mạo nha. Mình chỉ có một nick duy nhất là chính là Sammy OVO này cho mọi người. Nên là những cái ạc mà các bạn thấy là Sammy Đào hay là Sammy gì đó thì thật sự là hầu hết là fake 100% nha mọi người. Đây là ạc duy nhất của mình, Sammy OVO. Nên là tại vì mình biết có một gì đó, những thành viên mình nói là gì ta, có một số bạn fake mình rồi là gì đó. Mình biết được chuyện là có một số bạn fake mình xong rồi gì ta được mấy bạn fan của mình tặng quà cho những bạn fake đó thì mình cảm giác rất là sốc. Mình mong là gì ta, những bạn fan của mình sẽ không tặng cho những cái fake đó, tại vì là gì ta, hình như là mình biết được là gì ta, những cái món quà này mình có thể mua được á mọi người, mình mua xong mình tặng người khác ta luôn mọi người. Nên mình chỉ muốn nói là đây là ạc duy nhất của mình nha mọi người. Ok, thì đây là lần đầu tiên Sam chơi game này nên là thực sự sao không biết là trong game này có gì, nên hôm nay chúng ta sẽ gọi là làm một video lần đầu tiên Sam chơi game Play Together nha mọi người. Ok, thì đây là ngôi nhà của mình. Thế mình biết được một ngôi nhà có một cái hộp gì ta, hộp cắt tông mà không biết cái nhà này làm sao nè, lạ ghê luôn á. Trong này chắc là nhỏ lắm nhờ. Ui à, đây nhà mình là ui sao rộng nhờ. Ui à, mình có được đi không, mình có được đi à, đây cất vào đây, mình sẽ làm theo hướng dẫn nha. Kho lưu trữ này này, bây giờ họ hướng dẫn cho mình nha mọi người. Đây mình lấy cái này nha. Rồi à, mình đặt cái đèn mọi người. À đây cái đèn mình đặt đây nè. Bây giờ mình đặt đây được không, làm sao mình đặt cái đèn đây mọi người. Kho lưu trữ. Ủa lấy chưa, ui đặt sao mọi người, đây hả, lắp đặt nội thất. Mình cái này lấy sao mà đặt đây hả. À đây nè mọi người, đây trời ơi, đây ôi khiếp rồi. Ok mình có cái đèn coi mọi người. Ok thì đây là ngôi nhà của mình, để xem coi. Ui không ngờ cái nhà thì đúng bé luôn mà sao chị đó, cái hộp thì bé mà sao trong này nó nhà to quá mọi người. Ok bây giờ mình sẽ ra mình tham quan nha mọi người. Bây giờ mình làm sao ra nhà nè, bây giờ mình sẽ mở cách ra nhà nha mọi người. Những cái chuông này á. Ok biết cách lắp đặt đồ rồi. Giờ tôi ra à, đây ra cửa, đây có cái cửa. Dễ thương quá. Rồi bây giờ mình sẽ đi chơi những cái game mà người ta hay chơi nha mọi người. Đó bây giờ mình muốn đi đâu, mình phải vật cái gì ta. Điện thoại đúng không, à bản đồ đúng rồi. Từ hình như là hộp thư này nghe nói là có tặng quà đúng không. Mình sẽ nhận bằng thưởng hai cái này ra. Đây 706 người. Cái này là quà đúng không, thư đã nhận. Đây là thư hả, ủa có quà nè. Trời ơi quá trời bạn, muốn cái bạn mình luôn. Nhưng mà mấy bạn thông cảm cho mình nha, thì mình thực sự chỉ muốn mình nghĩ ạc này sẽ kết bạn với Hello Team thôi. Còn nếu ví dụ mình mà kết bạn một trong những số bạn fan thì những bạn khác sẽ gì ta muốn kết bạn, nên mình nghĩ là gì ta sẽ tạo sự mất công bằng. Nên mình mấy bạn thông cảm cho mình nha. Ủa cái này là quà hả. Mình coi. Ôi chụp ảnh hả. À cái này là cái gậy nè. À selfie, từ từ lật lại coi. Ui cảm giác giống kiểu mình đang gọi là giống kiểu là mình đang ở ngoài đời, mọi người đang cầm cái gậy selfie đó mọi người. Ui xin dữ hả. Tiệc trò chơi. Ok mình sẽ chơi, mình xem bài tiệc chơi là gì đây. Cái này là chắc là về mini game đúng không, mình cũng chả biết, là tại vì là lần đầu tiên Sam chơi luôn. Sam chưa hề đụng game này, Sam mới tại hôm qua và hôm nay Sam quay clip mấy bạn luôn á. Sàn lỏng lẻo, tránh các mạnh sàn ra tại công trường còn sống. Ủa cái gì đây. À kiểu dạng nghe ô đúng không. Giờ sao. Chuyện gấp hả? Mày không, mình vẫn còn sống mình vẫn còn. Mày quá. Trò này nguy hiểm quá hả? Biết tại
ra trò này của ngoài đó vui quá, chơi này nó vui chứ bộ. Sợ quá à. Ui sắp làm, sắp thắng rồi, sắp thắng rồi mọi người ơi. 5 4 rồi thắng rồi, yeah, thắng rồi mọi người ơi, yeah. Wow, trò này là trò đã thành công. Chứ còn 6 người duy nhất. Ui mình đứng trên này mọi người ơi, ngầu quá à. Yeah, mới chơi lần đầu tiên nha. Đèn xanh đèn đỏ. Trong trong này cũng có trò chơi đèn xanh đỏ hả? Ủa thích vậy. Ok, bây giờ mình sẽ hóa thân thành gì ta? Những người chơi có sổ áo, mình có sổ không? Rồi. Ok. Green light. Green light, green light là xanh, đừng lửa xanh nữa. À cái là chơi liên tiếp mọi người ơi, 6. Green light. Ôi. Green light. Green light. Green light. No! Why? Ủa mình dừng đúng rồi mà. Tiếc ghê luôn á. Trời ơi trời. Một phút quảng cáo. Hiện tại shop hero.vn đang bán gối ôm của Hero Team ta. À, đây là gối của Sammy nè. Đây là gối của Sammy và ngoài ra ở trong cái gối này có cả chăn nữa nha mọi người. Đây. Giới thiệu đằng mặt sau mọi người. Và ở trong này là có chăn nha mọi người. Đây. Đó, Sam sẽ review nha. Đó, đây là chăn của cái gối mình nha mọi người. Oh my god, đẹp. Và các bạn có thể đây, đây là chăn của mình nè. Từ từ đứng sang sang ra review. Review các bạn xem. Em mình có thể tăng hình mọi người, khăn tăng hình nè mọi người. Đấy, siêu dễ thương đúng không ạ? Mình có thể làm công chúa bằng cái chăn này mọi người. Có thể làm công chúa mọi người ạ. Ok, từ từ. Đi mọi người. Chân chân chân. Đây là chăn của mình. Còn mình từ từ. Sao đây? Đúng không? Đúng rồi. Yeah. Trời. I'm a champion. Và các bạn đừng quên mua ngay sản phẩm gọi là 1 trong 2 nha mọi người, có cả gối và có cả chăn nha mọi người. Nhớ nha. Ok. Và lên sản phẩm gọi là dưới phần mô tả và mình sẽ để ghi mấy comment nha mọi người. Ok, đừng quên ủng hộ gọi là gì ta, đây là gối Hero Team nha. Và mua tất cả các sản phẩm khác tại hero.vn. Alo. Tôi toàn thua thôi, cay vậy. Alo. Nó đang chơi Play Together hả? Đúng rồi. Anh ơi chị em đang quay clip mà không biết cách câu cá. Ok. Trời ơi, các đây bạn đây, kết bạn nè, rồi kết bạn nè, rồi bây giờ. Em kết bạn với ai? Em mới kết bạn với Simi thôi. Đây Simi nè, mọi người gửi kết bạn đi. Simi đúng không? Ok để chị vào Simi để kết. Trời ơi, ta nói tìm gì Sam quá trời luôn. Đây. Mình là thành viên duy nhất chưa kết bạn qua ngoài Simi đâu, mình thành viên. Ơi, đâu có kết bạn. Kết bạn em chị ơi, trời ơi chị ơi. Đâu, chị đâu, quên. Kết bạn rồi, hủy kết bạn, xóa bớt kết bạn đây chị ơi. Ok, bình tĩnh chị, bình tĩnh. Em đang rất bình tĩnh, mới chơi, người đầu tiên mới chơi, không biết gì hết. Em có lại với Mui đi, Mui chỉ cho câu cá. Trời ơi trời. Hay quá hả? Chấp Rôm một nhãn S đúng không nè, đúng không? Đúng rồi, gọi là một nhãn S. Nhưng nhận. Mà em thấy chưa? Ok, rồi. Chị gửi cho em nữa. Đây, chấp nhận, ok. Chấp nhận hai người rồi. Ok, bây giờ hay làm sao? Quá. Em làm sao từ, để... Từ, Phong kết bạn đó nè. Phong kết bạn đi. Ủa, làm sao câu cá rồi? Tôi mò hồi chưa không ra biết câu cá đâu luôn á. Sam ơi, tôi thất vọng với em. Tôi không ngờ đây là em tối có vậy mà cũng không mò chưa được nữa. Lần đầu tiên. Đây, ủa Mui hả? Trời ơi. Đây, chào em đi. Đi đâu vậy? Ủa sao? Yeah, lần đầu tiếp tục qua đi cái trò này không hả? Đi theo chị. Bình tĩnh thôi rồi. Đây. Ôi nhìn bà Mui xanh ghê, nhìn đẹp ghê luôn á. Sam có chơi mà, nhưng mà Sam mới làm mặt thôi. Những cái hạt đó giờ bạn thấy là Sam Sam thắng hết nha. Sam bớt kết bạn đi. Ok, để tôi. Rồi đó, gửi kết bạn á Sam. Ok, chấp nhận. Ok, Phong cần 1, 2, 3, 4 cái tên. Tên dữ vậy. Rồi, ok. Ok, đi ra đây. Em có đang có bao nhiêu đồng? Em có bao nhiêu đô? Em đang có 3k tiền mua sao? Ok, ok. 3k thì em không mua cái cần câu nào. Em muốn vào ông ấy nhá. Ok, xong rồi tiếp đây. Thì lấy sao ra cái mua cần câu cá. Mua cần câu cá, ok. Trời ơi. Gì đây? 4 nhập rồi đó, đẹp vậy. Em mua được cái cần câu, em thích mua cần nào không được. Nhưng mà em câu cái mua cần câu đơn giản nè, cái yêu thích của nó là yêu thích nè. À yêu thích nãy hả? À cần câu đơn giản hả? Ok. Bây giờ mình sẽ mua cái cần câu nha mọi người. Đây. Trời ơi, mất tiền dễ sợ chưa?
Cần câu đơn giản, trông rẻ nhưng tốt vì nhẹ. Đúng rồi, mình thích chơi vậy nhẹ nhàng. Ủa làm sao cầm như chị, em thích cầm quá à. Cầm sao chị? Rồi thì cứ mua đi, mua chưa? Mua rồi thì ấn vào cái túi. Ấn vào cái túi chưa? Đây túi. Rồi ấn vào cái biểu tượng cái ô. Đây vô ô, đây ok. Rồi bấm vào cái cần. Đây đây, đang cầm. Ok bây giờ. Ủa bây giờ đây lần đầu tiên Sam câu cá mọi người. Trời ơi, lần đầu tiên, nhiều cái lần đầu tiên quá. Em mua mặc đồ gì mà xanh lè giống kiểu đang đi mưa vậy chị? Trời. Ủa biết luôn hả? Cái màu này là màu đồ ấm mưa đó. Ủa thật hả? Wow. Xin. Rồi. Từ ô nè. Đâu. Ôi xin nhớ. Ôi, dễ thương quá à. Mình sẽ cố gắng. Nghe nói trong là chỉ mua được khi mà trời mưa thôi, còn trời bình thường là không mua được đâu. Cái gì? Phải trời mưa hả? Đi ra biển. Ủa Phong cần đúng không? Ủa Phong nè. Ủa Phong cần cứ bám theo làm gì ta? Trời á, ông Phong đây hả? Trời giờ tôi nhận ra nè, mặc đồ cá mập nè. Tên màu xanh dương là bạn của mình nha. Em đi sát biển là đi sát nước rồi, à. Xác, rồi sao em có thấy cái kiểu hình phao đây. Cái hình phao em ấm vào. Nó băng à. Từ không thể câu cá khi đang dưới nước. À đây. Rồi. Em đi lên một xíu. Rồi. Nhìn dưới nước rồi băng à. Dưới nước đây. Từ dưới nước. Nhìn ra nước rồi. Quăng đi. Em băng được mà. Không, nó không thấy được cái hình phao chị. Từ em thử coi. À. Ô. Wow. Rồi bây giờ sao nè. Rồi xong rồi chờ cá. Bao giờ con cá xuất hiện thì bảo chị. Ờ ok. Trời ơi rung quá mọi người ơi, lần đầu tiên câu cá. Ui gì vậy? Ui con gì vậy? Câu bị hụt đó bà. Ui cái con gì đó nó bắt cá. Ui nó bắt vô lấy chưa? Chưa, chị câu hụt. Không. Nó cắn câu cho em, làm sao nó biết cắn câu vậy? Nó sẽ nhử, khi mà nó cắn thì cái phao của em sẽ bị tụt xuống rồi em bấm vào cái hình con cá. Trời ơi, ủa gì kỳ vậy, rõ ràng nó cắn rồi mà ta. Trời ơi. Đúng rồi, thế mình nói chị cũng chả hiểu tại sao, chị cũng mới biết nè, nhưng mà không hiểu sao mà nó cứ bị hụt hoài á. Ok, thì đây mình thử coi. Các bạn đoán xem con cá đầu tiên mà Sam câu là con gì nha, đừng quên comment nha. Đó, Sam mong sẽ là con cá sao biển. Dễ thiên. Ủa có sao biển hả? Ủa hay vậy? Có sao biển. Ủa. Lúc nãy chị câu ba rồi nó con sao câu cái con sao biển mà con bé tí à? Ủa con này cũng bé nè. Ủa. Để Sam thử coi. Nó cắn câu mình giật lên hay sao vậy? Em không biết. Cắn câu là giận. Sao mày tôi bị hụt hoài vậy? Là sao hụt tiếp? Ủa gì kỳ vậy? Em tôi hụt hai lần mọi người, hụt hận. Em hóa tam ba bận nha, nói trước nha. Ủa Sam cũng có tam ba bận. Đây lần cuối rồi chị, em bị hai lần. Ủa chị cũng bị hai lần hụt hả? Kỳ vậy? Trời ơi chơi. Gai to này. Em không biết đâu, cái lần câu đầu tiên của chị á, là chị câu bố thả, chị thả mấy lần, 3 lần á thì chị mới câu được á. Ok, thì mình nghĩ đi. Không hiểu sao luôn á mà. Từ để xem coi. Cắn đi, trời ơi, từ mình sẽ để 3 nhịp tí nữa. 2. Không, em phải chờ nó cắn xuống thì nó mới ấy. Chịu không? Em để nó cắn xuống xong rồi em để nhịp qua 2 nhịp cái nó đi luôn á. À. Trời ơi. Mình hiểu tại sao cái trò chơi này nó cuốn không mọi người ơi. Tại câu cá nhìn theo mình biết là câu cá nó theo từng cấp độ mọi người. Con bé, con to còn bán được mọi người. Đó. Cái gì vậy? Trời ơi sao mấy bạn này đến nhiều vậy mấy bạn ơi, mình đang câu cá mấy bạn. Trời ơi em không thấy được. Đây con cá đang me mọi người. Tôi sẽ ngồi tôi cắn. Bây giờ em đừng chờ nhịp, em thấy nó cắn cái là em giật luôn. Ok. Đừng chờ nhịp, nãy chị cũng không chờ nhịp nữa thì lại câu được này. Chụp được hên xui lắm á. Chị đứng lên, đứng lên. Cá bò cạp kích thước 27 sang. Ui, 22 đầu. Ui, 27 sang cũng ghê phết chứ bộ. Ủa sao con này nhìn xấu vậy? Ủa cái này là bảo quản hay bầm bảo quản đúng không? Chị cũng đưa con cá bò cạp. Yeah. Rồi ok, mình bảo quản đúng không? Vậy thì mình bán được đúng không? Bảo quản là đi bán á. Ok. Đây, đi bán luôn không? Đi bán em thử, em muốn thử đi. Đi bán. Bán sao để em biết. Chị đi, em luôn. Đi ra cái chỗ. Ủa sao chị cầm được kìa? Ủa sao chị cầm được kìa? Cầm thì là em kích vào cái túi xong rồi em cầm được á. Đây. Ê mắc cười quá mọi người nhìn nè. Trời nhưng mà của mình nè. Cưng nhờ, cưng thật sự luôn. Từ để em chụp ảnh á chị, em vừa phát hiện ra trong này có chế độ chụp ảnh. Ủa cầm. Đây chụp ảnh. Không chụp được, không cầm được cả. Quên để em chụp chị cầm cá nha. Đây. Ok đây, chị đứng đây em tìm góc đi. Đâu, chị đâu? Ủa đâu rồi? Em di chuyển tìm góc đi em. Từ tìm góc. Trời ơi, sao nó phóng to chứ vậy? Từ. Ủa sao trong này phóng to vậy? Từ. Trời ơi, khó quá. Thôi. Để lúc này em màn hình đi, chụp ảnh màn hình đi cho nhanh.
chụp ảnh hình. Ok đó mấy bạn đừng quên chụp hình nha. Đó chụp hình, từ từ mình quay lại thôi. Đó, ok. Đó, quá trời. Các bạn đây cao à. Thôi đi bán, đi bán đây, mình đi bán. Từ từ để em cầm cá. Để em cầm cá coi đó. Đó trời ơi ngầu quá, nặng quá trời luôn. Mình nói thật luôn, ngoài đời mình cầm con này mình sợ lắm mọi người. Mình rất sợ mấy con mà có gai gai cốc cốc này mọi người. À, điều này chứng tỏ Sammy không phải là một cô gái nội trợ tốt. Trời ơi, tôi sợ cá, mấy con cá đi vào đây, đi vào đây, đi vào đây, đi vào đây. Rồi bán làm sao? Rồi kích vào cái ông này, xong rồi sẽ có một cái chữ bán cá. Bạn à, đây biết rồi, có hai từ. Thấy bán thấy cá, thấy đó. Ok. Đây. Bán. Bây giờ bán đi, ủa? Bán đi. Ủa sao trong kia nó không có cái gì để bán vậy? Gì kỳ vậy? Ủa, em đang cầm trên tay, em đang cầm con đấy trên tay, em thả xuống. À. Em đừng cầm trên tay nữa. Ok, vậy là em đừng cầm đúng không? Ờ em đừng cầm nữa. Ok không cầm nữa, không thể cầm. Ok trời ơi, cầm trên tay người ta dưng lên tay không à? Chịu ở trời bắt thì phải thả ra. Từ từ đứng dậy đây bạn. Rồi 22 đồng con cá đầu tiên. Ok yes, chúc mừng của em. Okay. Của tôi đã là câu cá thành công. Chúc mừng em. Yeah mọi người ơi, trời đất ơi, vui quá. Rồi đó, bây giờ mình đã có 202013. Ui số đẹp ghê, số tiền đẹp ghê. À khoan, hình như pet của chị là muốn đi đâu đó thì phải. Ok thôi thì mình nghĩ là chạy ngắm hồ và đi dạo. Ủa bét mà còn phải ngắm có kiểu hả? Trời ơi xin ui ôi bét xe ủa từ từ ê gì? Ủa xe hả? Ủa xe xịn nhá. Ủa từ từ lên xe đạp thôi mà, xe đạp em cứ làm nhiệm vụ là có á. Ủa có hả chị? Ừ, xe đạp là cái đồ gọi là gì ta, đồ ai cũng có hết trơn, em cứ làm theo nhiệm vụ á là được. Ok thì thôi, nói chung là cảm ơn chị Cơ Mui đã giúp cho mình gọi là biết được cách câu cá nha mọi người. Thôi bye bye chị nha, bye bye chị Mui nha. Bye. Thì ok mọi người, mình nghĩ là đây là gì ta, một video đầy đủ gọi là gì ta, Sammy lần đầu tiên chơi gọi là Play Together. Đó thì mọi người thấy như thế nào, đừng quên comment video Sam biết nha. Nếu các bạn có những thử thách nào thì đừng quên đặt xuống cho Sam nha. Ví dụ thử thách gọi là trang trí nhà, mua pet hay là gì ta thử thách cái gì đó, các bạn đừng quên comment video Sam biết nha. Đó thì cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Nếu mọi người thích video này đừng quên cho Sam một like, một share, comment, đừng quên subscribe Sam và tất cả thành viên trong hai tuần nha. Và nếu các bạn thích Sam chơi thêm những bài mọi sinh, và nếu các bạn thích Sam chơi bài mọi sinh, và nếu các bạn thích Sam chơi về từ game này nhiều hơn nữa, đừng quên là like video thật nhiều nha. Đó ok, tạm biệt mọi người ở clip sau, hẹn gặp lại, bye bye.